sự ganh đua là vô cùng cần thiết để họ có thể đấu lại với người kia. Là một điều vô cùng tồi tệ, rất là mệt mỏi, suốt ngày cứ phải so sánh mình với những người khác, giống như là bạn nam ở đây. Em có khoe ra ba điều em không có, hơi áp lực cho em, đó là hàng đo về tiền bạc. Không có gì là tuyệt đối cả. Gia đình em có một hoàn cảnh khá là đặc biệt. Gia đình em rất là ngược với những gia đình khác. Tự nguyện từ bên trong con người em hay là áp lực từ bố mẹ? 30 tuổi mà chưa có nhà thì thế này thế kia. Cuộc sống cá nhân riêng của em, tự nhiên mình phải tìm đến tia sáng của con đường đấy. Tôi gặp nhiều biến cố và tôi sẵn sàng lên đây để tranh tài. Không tiếc tiền chi cho văn hóa đu thần tượng, tích cực hay tiêu cực. Tại sao Blackpink thành công như vậy? Nó có rất là nhiều góc nhìn tích cực. Không phân biệt được giá trị thật và giá trị ảo. Các bạn kiếm được tiền. Không ngăn cản giới trẻ đu trend thần tượng. Thần tượng đầu tiên nó là một cái con người thôi. Thì cái đó mình đang đi thưởng thức nghệ thuật. Hoàn toàn khẳng định là không ngăn cấm nha. Thần tượng có đem lại được cái sự tích cực gì cho cuộc sống các bạn không? Em không có thần tượng. Các cụ ngày xưa, lớp già ngày xưa idol rất cuồng nhiệt, tuyệt vời. Hãy đón xem Cơ Hội Cho Ai Whose Chance mùa 5 vào lúc 20h30 tối thứ Sáu hàng tuần trên VTV3.